Quang Linh và chào mừng Hội Thánh chúng ta về đây buổi tối hôm nay trong chương trình cầu nguyện của Hội Thánh chúng ta. Greetings, Church. We want to welcome you all as we join together tonight to pray for the growth of God's Church. Có hai phần kinh thánh mà chúng ta sẽ tập trung vào để cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. There's two pieces of scripture that we're going to focus upon as we pray tonight. Thứ nhất đó là Matthew chương 16 câu số 18. The first is out of Matthew 16 verse 18. Là câu kinh thánh mà chúng ta biết rằng Chúa Giêsu ngài đã truyền cho Phi-rơ khi nói về sức mạnh của hội thánh mà Chúa thành lập. And as we know, this piece of scripture is where Jesus Christ himself is speaking to Peter in regards to the strength of the church. Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta ở trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Và phần kinh thánh thứ nhì của chúng ta tìm thấy trong Jeremy chương 30 từ câu 18 cho đến câu số 24. And our second piece of scripture is in Jeremiah chapter 30 verses 18 through 24. Ngày hôm nay chúng ta là hội thánh của Chúa. Ở trong Cựu Ước chúng ta biết rằng gọi là tuyển dân của Chúa và dân sự của Ngài. And we today as a church of Christ, today God calls us the chosen people of Christ. Anh chúng ta cùng xem ở trong Jeremy chương 30 từ câu 18 cho đến câu số 24. So look out of Jeremiah chapter 30 verses 18 through 24. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này ta sẽ đem các nhà trại của Gia-cốp trở về khỏi sự phu tù. Ta sẽ thương xót chỗ ở nó. Thành này sẽ xây lại trên gò của nó. Cung điện sẽ có người ở như thời xưa. Thus says the Lord, Behold, I will bring back the captivity of Jacob's tents and have mercy on his dwelling places. The city shall be built upon its own mound and the palace shall remain according to its own plan. Sự tạ ơn và tiếng của kẻ reo vui sẽ ra từ chúng nó. Ta sẽ làm cho số chúng nó thêm nhiều ra và chúng nó sẽ không kém đi. Ta cũng sẽ làm cho chúng nó vinh hiển, chẳng còn thấp hèn. Then out of them shall proceed thanksgiving and the voice of those who make merry. I will multiply them and they shall not diminish, and I will also glorify them and they shall not be small. Con cái chúng nó sẽ y như ngày trước, hội chúng nó sẽ đứng vững ở trước mặt ta và ta sẽ phạt mọi kẻ hiếp đáp chúng nó. Their children shall also be as before and their congregation shall be established before me, and I will punish all who oppress them. Vua chúng nó sẽ ra từ trong chúng nó. Quan cai sẽ ra từ giữa chúng nó. Ta sẽ khiến người lại gần, thì người sẽ đến gần ta. Vì ai đã có sự dạng dĩ đến gần ta? Đức Giê-hô-va phán vậy. Their nobles shall be from among them, and their governor shall come from their midst. Then I will cause him to draw near, and he shall approach me. For who is this who pledged his heart to approach me, says the Lord. Như vậy các ngươi sẽ làm dân ta và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi. And you shall be my people and I will be your God. Này cơn bão của Đức Giê-hô-va, tức là cơn thạnh nộ của Ngài, đã phát ra một cơn bão lớn, nó sẽ phát ra trên đầu của kẻ dữ. Behold, the whirlwind of the Lord goes forth with fury, a continuing whirlwind. It will fall violently on the head of the wicked. Sự nóng giận của Đức Giê-hô-va chẳng trở về cho đến chừng nào Ngài đã làm ra và trọn ý toan ở trong lòng của Ngài. Trong những ngày sau rốt, các ngươi sẽ hiểu điều đó. The fierce anger of the Lord will not return until he has done it, and until he has performed the intents of his heart, in the latter days you will consider it. Chúng ta biết phần kinh thánh này có lời tiên tri cho dân sự của Chúa và cũng có lời tiên tri xa cho hội thánh của Chúa. We see here in this piece of scripture that we know it's a prophetic word for the people of God, and also when we talk about in the long term, in the future, it's talking about a prophetic word for the church of God. Ngày hôm nay chúng ta thấy hai điều này đang diễn ra một cách song song với nhau. We see this happening today parallel with each other. Chúa ngài đang đem những người tản lạc của Do Thái trở về quê hương của họ. God is bringing about the Jews who are scattered all across the world back into one place, his place. Và những hình ảnh mà chúng ta nghe ở tại đây như là Chúa ngài sẽ làm cho thành của họ xây lại ở trên gò của nó. And we see here the words that we in the word of God, it says that the city shall be built upon its own mound. Cung điện sẽ có người ở như thuở xưa. And the palace shall remain according to its own plan. Chúng ta tin rằng theo lời hứa này của Chúa thì Jerusalem sẽ được xây dựng lại thành
đền thờ Jerusalem sẽ được xây dựng ở trên nền cũ của nó. And we hear, according to this piece of scripture, we believe that the temple of Jerusalem will be built upon its foundation once again. Và tiếng ngợi khen cũng như là tiếng reo vui sẽ ra từ nơi dân sự của Chúa cũng như nơi thờ lại mà Chúa ngài sẽ định cho hội cho dân sự của Chúa. And we believe that thanksgiving and a voice of merriment will come out from the people of the Lord. Và họ cứ gia tăng chứ không phải là thiếu kém nữa. And they will continue to multiply and not diminish. Và được Chúa ngài ban cho vinh hiển chẳng còn là thấp hèn. God will glorify them for they will not be little anymore. Và Chúa ngài cũng chúng ta cũng tin rằng điều này cũng ứng nghiệm cho hội thánh của Chúa ở trong thời kỳ cuối rốt này. We also believe that this is for God's church in these late latter day times. Chúng ta tin rằng Chúa ngài sẽ ban phước và hội thánh của ngài sẽ được xây dựng một cách mạnh mẽ ở trên nền tảng mà Chúa ngài đã thực hiện khi ngài thành lập hội thánh của Chúa. We believe that God is going to bless his church that it can be built upon the foundation for which he purposed it. Trải qua những thời đại qua chúng ta thấy rằng hội thánh đi lệch với cái nền mà Chúa ngài đã định cho hội thánh. We see over most recent time in history that the church has kind of veered off from the foundation or the passageway in which God intended for it. Nhưng mà Chúa ngài có ý định để đem hội thánh của Chúa trở lại ở trên nền cũ mà Chúa ngài đã xây dựng, tức là chính Đức Chúa Jesus Christ. But God's desire is to bring his church and establish it once again upon the foundation for which it's built, and that is Jesus Christ himself. Và khiến hội thánh của Chúa có thể phát triển một cách mạnh mẽ, cửa âm phủ không thể nào thắng được sự phát triển của hội thánh của This Chúa. Causing God's church to grow powerfully and the gates of Hades cannot prevail against it. Và tối hôm nay chúng ta cầu nguyện điều này sẽ xảy ra ở trên hội thánh của Chúa, hội thánh địa phương của chúng ta tại đây VBC Houston. Tonight let us pray that this will happen here upon VBC Houston. Và Chúa ngài cho để các hội thánh cùng liên kết với chúng ta cũng như những tổ chức truyền giáo liên kết với chúng ta sẽ được Chúa ngài ban phước như Chúa ngài đã ban phước cho chúng ta tại đây. And let us also pray for all of the churches, our network, those that are partnering with us, that God would bless them as well. Tôi tin rằng Chúa ngài sẽ mở rộng công việc một cách mạnh mẽ ở trong những ngày sắp đến. I believe that God will expand his work powerfully in the days to come. Và Chúa ngài sẽ cho chúng ta kinh nghiệm được điều mà Chúa hứa tại đây trước ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lập. And God will allow us to experience the things that he has promised here in his scripture before the second coming of Christ. Anh chị em có muốn thấy số của chúng ta thêm nhiều lên không? My brothers and sisters, do you want to see our numbers multiply? Anh chị em có muốn thấy chúng ta sẽ được Chúa ngài ban cho hội thánh vinh hiển chứ không còn là một hội thánh thấp bé nữa? Do you want to see our church be glorified in Christ and no longer little? Chúa cho con cái của chúng ta cũng sẽ y như ngày trước và hội thánh của Chúa đứng vững ở trong phước hạnh của ngài. And we see that God will allow our children to be just as they were before and our congregation will be established upon him. Và Chúa ngài sẽ ban cho chúng ta từ nơi giữa chúng ta sẽ có những người lãnh đạo được Chúa ngài ban phước và dấy lên cho thời kỳ cuối rốt này. And God in the midst of our people, he will raise up leaders to be a blessing in these latter day times. Và Chúa ngài khiến cho chúng ta được đến gần với Chúa luôn luôn. And he will cause us to come near to him always. Đó là điều mà lòng của chúng ta ao ước. This is what our heart desires. Và tối hôm nay tôi cảm nhận Chúa ngài hướng dẫn phần kinh thánh để chúng ta cầu nguyện cho hội thánh của Chúa. And I believe that God is leading us in the scripture as we're going to be praying through. Xin chúng ta cùng đứng lên. Will you please rise as we give this time into the Lord's hands? Cha kính yêu, chúng con tạ ơn ngài vì những lời hứa lớn lao mà Chúa ngài đã hứa cho tuyển dân của Chúa. Father God, we thank you, Lord, for the promises that you have given for your chosen people. Và trước mắt chúng con thấy những dấu hiệu của việc Chúa ngài làm thành những lời hứa của ngài. And we see before us, Lord God, all the things that are coming to pass as those promises are fulfilled. Ngài đem những người tản lạc của tuyển dân của Chúa từ khắp nơi trở về quê hương của họ. You're bringing all your scattered people back to their home country, their homeland. Ý định của ngài là ngài sẽ xây lại thành ở trên cái gò, trên cái nền cũ của nó. And your desire is to rebuild the temple, the city upon its foundation. Và những tiếng hát ngợi khen cũng như những lời cảm tạ sẽ dâng lên ở trên đền thờ của ngài. And thanksgiving and praises will be offered up in your temple. Chúng con đón nhận điều đó cho hội thánh của Chúa. We receive that for your church here, O God. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn để chúng con thấy những gì Chúa ngài ý định làm, ngài sẽ thực hiện ở trong quyền năng lớn lao của ngài. And God, we ask, Lord, that
That you would allow the grace and power to be within us, that we can see all these things come to pass, the things that you have promised us. Cause us to continue to grow and to expand. Và tất cả những nối kết của chúng con với các chức vụ, với các hội thánh đều sẽ được Chúa ngài ban phước một cách mạnh mẽ càng hơn trong những ngày sắp tới. We also ask, Lord, that you would bless even greater all of the ministries and the churches that are partnering with us. Để chúng con thấy một đạo quân lớn được Chúa ngài gây dựng và sử dụng một cách lớn lao ở trong những ngày cuối cùng. So that we can see a strong army rise up, that you can use them in these last days. Con cầu nguyện để hơn 3,000 con cái của Chúa cũng như là những người lãnh đạo đã được huấn luyện ngoài các trường chữa lành sẽ được Chúa ngài sử dụng một cách rộng rãi càng hơn nữa khắp nơi trên thế giới. And I pray, Lord God, for the 3,000 plus that have gone through the school of healing, Father, that you, they would take everything that they've learned, use it, that you would bless them, empower them, Father God, to, for your kingdom's sake. Xin Chúa ngài sử dụng họ như những hạt mầm, sử dụng họ như những bột nổi, Chúa giáo, để bỏ vào vùng đất nào, bỏ vào thùng bột nào thì chúng con thấy sẽ phát triển và nổi dậy ở trong ơn của Chúa. Lord, use them like you use yeast in dough, Lord, that wherever you plant them, wherever you put them in, wherever you add them into that land, Lord God, they would rise up for your kingdom. Và chúng ta thấy con cái sẽ được đưa vào, được Chúa ngài mang về một cách đông đảo trong ơn của ngài. So that we can see all the children come back home into your temple, O God. Chúng con ngợi khen Chúa. We praise you, Lord. Chúng con chúc tụng ngài. We praise you, O God. Chúng con phó dâng buổi nhóm lại trong ơn của Chúa. And we give this time into your hands. Xin Thánh Linh bày tỏ sự hiện diện của Chúa. Holy Spirit, reveal yourself here. Ban phước ở trên chúng con. Bless our time. Bless us. Lạy Chúa, xin các tiếng hát ngợi khen của ngài xuyên qua môi miệng của chúng con. Praise and worship through us, O God. Để chúng con thấy Chúa Cha được vinh hiển và Chúa Giêsu được làm sáng nhất. So that Father God, you may be glorified, and that Jesus Christ Himself, His light may shine through us. Và xin Chúa được tôn cao ở giữa chúng con. May you be exalted amongst us, O Lord. Và bày tỏ sự hiện diện của ngài. Reveal yourself. Manifest your presence here with us, Lord. We thank you, Lord. And we pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. Tiếp tục đứng với chúng ta lớn tiếng ngợi khen Chúa. Continue to stand as we praise the Lord. Amen. Trên trời cao, nguyện danh Chúa cao vời.
vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Chúng con tự hào và chúng con được Ngài yêu thương và Ngài dành sẵn những kế hoạch trong đời sống của chúng con. Những kế hoạch đó là những kế hoạch tuyệt vời, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chúc tụng danh của Ngài. Chúng ta thế giới sau ác phải tránh xa, nếu Chúa dân dật con dân Ngài dám đứng trong Chúa có mấy ai. Nếu Chúa vẫn giúp đỡ chúng ta, thế giới sau ác phải tránh xa, nếu Chúa dân dật con dân Ngài dám đứng trong Chúa có mấy ai. Nếu Chúa vẫn giúp đỡ chúng ta, thế giới sau ác phải tránh xa, nếu Chúa dân dật con dân Ngài đứng trong Chúa có mấy ai. Nếu Chúa vẫn giúp đỡ chúng ta, thế giới sau ác phải chẳng xa. Nếu Chúa dân dật con dân Ngài dám đứng trong Chúa. Stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer,
God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher.
再中间跟埋我哋，你中间六头苦艾，提原来中间加原料先用两张艾，中间先艾人来，万人喺心灵嘅中间咪临行埋料，咪中间个心嘅思想，讲感谢恩主，中间祝福恩古艾，中间主耶稣基督中间个会，阿门，先冇他难对。Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa vì có những việc phước hạnh mà Chúa ngài làm cho anh em chúng ta trong hội thánh VBC. Praise the Lord that God has blessed our brothers and sisters here at VBC. Tôi thay mặt cho anh Tập để dâng lời tạ ơn Chúa ở trong thời gian này. On behalf of Brother Tập, I want to give out a testimony to share and praise God. Chủ nhật hai tuần trước thì anh Tập lên để nhờ chúng tôi cầu nguyện và chúng tôi cầu nguyện cho anh vì có một cái nan đề rất là lớn. About two Sundays ago, Brother Tập came to the altar asking for prayer because he had a very large issue to deal with in his life. Đó là bố của anh bị tim rất là nặng và cần phải giải phẫu. And that is that his father was experiencing some very traumatic things in his heart and had to have surgery immediately. Mà cụ đã 88 tuổi cho nên việc giải phẫu là một việc rất là khó. But because his father is 88 years old, we knew that surgery was going to be something that would actually threaten his life, could threaten his life. Và hơn thế nữa thì ông bị bệnh thận và tiểu đường. And also on top of that, he had kidney issues and diabetes. Mà chúng tôi hiệp ý với anh và cầu nguyện là Chúa ngài sẽ gia hạn cho ông để ông sống và có cơ hội để tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. So we pray that God would extend his life and give him an opportunity to receive Jesus Christ as his savior. Thứ hai cho ông vào trong ca giải phẫu. And so on the Monday he went into the surgery room. Và không tỉnh dậy được bởi vì sức ông không đủ. And they were not able to awaken him after surgery because he didn't have enough strength. Và anh Tập liên lạc với chúng tôi là nhờ chúng tôi cầu nguyện và cảm ơn Chúa, Chúa nghe lời cầu nguyện và Chúa ngài đã khiến cho ông tỉnh lại. And Brother Tập called me, we prayed for him and praise God, God caused him to awaken after surgery. Tình trạng rất là tệ cho nên bác sĩ cũng như là gia đình đã được hướng dẫn đó là phải kêu con cái bay về hết để chuẩn bị lo cho ông Tập. It was a very serious thing going on, so all the children were called to come and to gather together around their father. Cảm ơn Chúa vì cái việc ông đi đến cái chỗ rất là tệ như vậy và Chúa ngài cứu sống ông cũng như cho ông tỉnh lại. We thank God because in a situation where his life was close to an end, he was able to open himself up to the Lord. Cảm ơn Chúa anh Tập về và đã nhờ sự giúp đỡ của mục sư Dũng ở tại San Jose. Chúng tôi cầu nguyện và làm việc và cảm ơn Chúa cho ông cụ mở lòng ra tin nhận Chúa. And praise God that as Brother Tập went to California to be with his father and all of his siblings, we also gathered in with Pastor Yom that is in San Jose. We prayed together and praise the Lord his father received Jesus Christ as Lord and Savior. Và chẳng những vậy mà ngày hôm sau đi vào ở trong viện dưỡng lão để thăm mẹ của anh và cũng hướng dẫn bà cầu nguyện tin Chúa. And not only was his father saved that day, but the next day he went into the retirement home and he was able to lead his mother to Christ. Cảm ơn Chúa vì praise the Lord. Praise God for what Amen. He's doing. Amen. Yeah. Amen. Đáng để chúng ta ngợi khen Chúa càng lớn hơn nữa anh chị em bởi vì it's worthy for God to receive a greater applause because two souls were saved. Đây là những người mà anh Tập đã cầu nguyện cho gia đình của mình rất là lâu năm và cảm ơn Chúa ở trong cái hoàn cảnh thấy dường như là đi đến chỗ bế tắc thì Chúa ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta gia hạn cho ông cho cụ để cụ có thể sống và cái điều thứ nhì chúng ta xin là để ông có thể tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. Để kinh nghiệm sự ban cho sự sống đời. Our God is a good God. He answered both prayers. Number one, he extended Brother Thap's father's life so that he had the opportunity to receive Jesus Christ. And secondly, he answered the prayer that he is now saved. Và anh chị em, chúng ta cầu xin những điều đó dựa trên cái lời hứa của Chúa đó là Ngài không muốn một người nào chết mất. Nhưng mà muốn mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu. And we pray based within faith, based on the scripture that says that God doesn't want anyone to be lost and go to Hades, but he wants to give everyone an opportunity to be saved. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa nghe lời cầu nguyện và Chúa ngài cứu những người thân của anh. So we want to thank God for hearing our prayers and saving Brother Thap's mother and father. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Praise the Lord. Chúng ta ngợi khen Chúa vì những công việc mà Chúa Ngài làm trong những ngày qua để cứu người, để đưa người đến với Chúa và sự chữa lành cũng đến một cách rất là nhanh chóng trên nhiều cuộc đời. Let us praise God for how God is bringing people unto Him and saving their souls and healing them so quickly in these recent times. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện những cái điểm cầu thay cho sự phát triển siêu nhiên của Hội Thánh của Chúa. We'll continue to pray tonight for supernatural church growth. Hai phần kinh thánh mà tôi đọc trước khi giờ chúng ta ngợi khen, chúng ta cảm ơn Chúa vì có lời hứa là Chúa Ngài sẽ làm Ngài thành lập hội thánh của Ngài và Ngài làm cho lớn rộng và phát triển ra. Based upon the two scriptures that we read before praise and worship, we see here that we want to thank God because God is expanding His church. Chúng ta tập trung lại hai câu kinh thánh, ba câu kinh thánh này. Còn ta bảo con rằng, con là Phi-rơ, ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này. Các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Let's focus on here first with Matthew 16:18. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ở trong bản hiệu đính cho chúng ta thấy hình ảnh chính xác hơn, đó là các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Another translation of the Bible says it even a little bit more clear for us to understand, saying the gates of hell shall not prevail against you. Có nghĩa là các cửa âm phủ không thể nào chặn nổi cái sức tấn công của hội thánh của Chúa. And that it means that the gates of hell cannot withstand the overcoming of the church of God's growth. Cho nên ngay cái giây phút đầu tiên khi Chúa Giêsu Ngài thành lập hội thánh của Chúa, thì Ngài thành lập hội thánh với cái ý định là hội thánh đắc thắng, hội thánh tiếp tục phát triển và tấn tới ở trong ơn của Chúa. So as Jesus Christ established His church, He established it based on the divine understanding that God's church would continue to grow, that it would not fail, it would not be overcome, but it would be victorious. Bởi vì Chúa Ngài muốn cứu rất là nhiều người. Because God wants to save so many unto Him. Và Jeremy chương 30 câu 18-19. And let's look at Jeremiah chapter 30 verses 18 and 19. Đức Giê-hô-va phán này, ta sẽ đem lều trại của Gia-cốp trở về từ cảnh lưu đài. Ta sẽ thương xót nơi ở của nó. Thành này sẽ xây lại trên đống hoang tàn. Lâu đài sẽ dựng lại ngay ở trên vị trí cũ. Thus says the Lord, behold, I will bring back the captivity of Jacob's tents and have mercy on his dwelling places. The city shall be built upon its own mound and the palace shall remain according to its own plan. Và câu số 19, từ nơi chúng vang lên lời tạ ơn và tiếng reo vui của người hoan hỷ, ta sẽ làm cho chúng gia tăng chứ không giảm dần. Ta sẽ làm cho chúng được tôn trọng chứ chẳng còn nhỏ nhoi. And let's look at verse 19. Then out of them shall proceed thanksgiving and the voice of those who make merry. I will multiply them and they shall not diminish. I will also glorify them and they shall not be small. Như vậy chúng ta thấy ý định của Chúa đó là dân sự của Ngài, tuyển dân của Ngài cứ tiếp tục phát triển ra. Nếu có những cái sự sụp đổ thì Chúa Ngài xây dựng lại, bởi vì ý định của Ngài là khiến cho tuyển dân của Chúa cứ được tăng trưởng và phát triển rộng ra. And here the meaning behind it is that God wants His chosen people to continue to grow, to be built, to expand. But if there's any reason that there is division or a destruction, then they shall be rebuilt again. Cảm ơn Chúa vì những nơi mà Chúa Ngài cho VBC của chúng ta được dự phần kết nối, thì Chúa Ngài cũng đang làm việc một cách phát triển một cách rất là mạnh mẽ. And we praise God that wherever God has allowed VBC to partner with, whatever ministry around the world that we've partnered with or labored with, we see that they are experiencing growth as well. Cảm ơn Chúa vì Mục sư Bảo gửi cho chúng tôi thấy hình ảnh của nhà thờ tương lai đang chờ giấy phép của chính phủ cho, thì sẽ được xây dựng tại Cà Mau ở trên một cái khoảng đất đó là nửa hectare, nửa mẫu ta của chúng ta, tức là một khoảng chừng 500 mét vuông. Praise God because Pastor Bao from Kamau, he has sent pictures to us showing us the progress of the church building that's being built. And we see that God is doing a wonderful thing. The church is being built upon a large acreage or about 500 square meters of land in Vietnam, which is very large. Chúng ta biết rằng đây là một cái sự ban phước của Chúa. We know that this is a gift from God. Các anh em ở tại Cà Mau thì họ có một cái tinh thần hòa nhịp với chúng ta trong sự cầu nguyện là họ xin có 1.2 triệu người
ở tại tỉnh Cà Mau tin Chúa. And the brothers and sisters at the Church of Gamal, they join with us. They have the same heart as we do as we pray for 1.2 million people Vietnamese to become to Christ. From their province. From their province alone. Trong khi chúng ta thì xin Chúa cho có 53 triệu người Việt Nam tin Chúa. But on our side we ask for 53 million Vietnamese to come to Christ. Có người nói rằng đó là một cái tham vọng quá lớn, đó là it's a great ambition. Nhưng mà chúng ta biết rằng đối với Chúa thì không có gì là khó cho Ngài. We see a lot of people when they hear of this goal in prayer, they say that you're a little bit too ambitious, but we know that with Christ nothing is impossible. Bởi vì Chúa Ngài bảo chúng ta hãy xin các quốc gia làm sẵn nghiệp thì Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta. Because the word of the Lord tells us, let us ask the nations to be our foundation, God's going to give it to us. Và Chúa Ngài hứa với chúng ta rằng hãy đến kêu cầu thì Ngài sẽ đáp lời. And God promises that when we call unto him, he will answer. Và tôi tin rằng Chúa Ngài nghe lời cầu nguyện và Ngài là đấng đáp lời cầu nguyện. And I believe that our God is a God who hears our prayers and he answers our prayers. Amen. Cho nên tôi cũng khuyến khích anh chị em chúng ta sống với một cái khải tượng lớn như vậy. So I encourage you brothers and sisters to live with a vision that is large. Bởi vì Chúa của chúng ta là đấng thích làm những phép lạ luôn. Because our God is a God who loves to do miracles. Tối hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa vì đã giữ vững VBC Houston và các hội thánh liên kết với hội thánh của chúng ta. Tonight we're going to thank God for upholding VBC Houston and all the branches that are connected with her. Bởi vì Chúa Ngài ban phước và Ngài giữ vững chúng ta. Because God blesses us and he keeps us strong, standing strong. Chúng ta biết rằng có nhiều cái lực muốn tấn công và chặn đứng cái sự phát triển của chúng ta, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa luôn giữ vững chúng ta và khiến chúng ta được phát triển ở trong ơn. We know that there's a lot of principalities that are working against us, trying to hold back the growth that God has in store for us. But we praise God that God causes us to stand strong and we continue to grow. Bởi vì Chúa Ngài hứa là hội thánh của Ngài thì các cửa âm phủ không thể nào ngăn chặn được hay là không thể nào thắng được hội thánh của Chúa. Because we see in scripture as it said before that as God builds his church, the gates of Hades shall not prevail against it. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Như chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em đó là chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa vì 14 năm về trước Chúa Ngài cho chúng ta tổ chức đại hội phục hưng ở tại đây. Bây giờ chúng ta có 4 địa điểm ở khắp nơi trên thế giới. And so, just to show you an example of the growth that God is pouring out upon us, for the last 14 years we've had revival conference here in Houston, Texas. But now God has multiplied us to have 4 other locations for revival conference around the world. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì cái sự phát triển này nói lên Chúa Ngài cho cái tầm ảnh hưởng cũng như là cái địa phận của chúng ta được Chúa Ngài nới rộng ra trong ơn của Chúa. And we see, as you can see through the establishment of the 4 different revival conferences around the world, not just in the nation here of the United States, we see that God is enlarging or expanding our sphere of influence. Và Chúa cho sinh hoạt của hội thánh của chúng ta tại đây tiếp tục làm nguồn phước cho nhiều người. And God is allowing all of our services here, the way that we fellowship together, continue to be a blessing to the nations. Có những tin tức hình ảnh gửi từ Việt Nam sang là anh em nhóm nhau lại rồi mở cái buổi thờ phượng của chúng ta lên để hội thánh có thể thờ phượng và học lời Chúa chung với chúng ta. Our brothers and sisters in Vietnam, they take pictures of their house churches that they gather together with people in their community and then they turn on the web broadcast and worship with us. Cảm ơn Chúa vì chúng ta chẳng những có những người cùng thờ phượng Chúa với chúng ta ở tại địa điểm của chúng ta đây mà những nơi khác nữa. And we praise God because not only do we have people worshiping with us here locally, but we have them abroad in other countries. Điều thứ nhì buổi tối hôm nay chúng ta cầu nguyện cho VBC Houston, đó là chúng ta công bố VBC Houston sẽ tấn tới và các cửa âm phủ không thể nào chịu đựng nổi sức phát triển của hội thánh của chúng. So the second thing we're going to pray tonight is we're going to declare that VBC Houston will continue to move forward and the gates of hell will not prevail against her. Bởi vì cái gì mà có mầm sống, có sự sống ở trong đó thì không có gì có thể cản được. Because whatever has a source of life running through it cannot be withheld. Có người gửi cho tôi một cái bức hình mà tôi thấy nó rất là ý nghĩa, đó là một cái căn nhà lót gạch và có một cụm cây nó mọc lên và nó làm cho vỡ cái nền nhà. Nó chọi lên ở giữa cái căn nhà đó, một cái cụm cây mọc lên ở trong cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng không gì có thể ngăn chặn được sự sống. A person sent me a picture and I want to share it with you and that imagery can help you understand what I'm talking about.
The picture is that a house is built upon this foundation, of a solid foundation. But then you see a tree birthed through the foundation, cracking it open and growing. Chúng ta thấy rằng cái sự sống ở trong một cái gì mà có sự sống trong đó thì không gì có thể ngăn chặn được. So you see in that imagery, that in that tree of life, that whatever has life flowing through it cannot be stopped. Và hội thánh của Chúa cũng vậy, khi chúng ta được sống động ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta, không gì có thể cản được hay là không gì có thể rào chặn được sự phát triển của hội thánh. And the church of God is the same. If we allow Christ to live in and through us and we are alive in him, nothing can stop us expand the kingdom. Và không có gì để chúng ta thắc mắc là VBC Houston là hội thánh của Chúa. And there's nothing that would cause us to question or doubt that VBC Houston is God's church. Và sự sống của Chúa đang ở trong chúng ta. And God's life is flowing through us. Sự sống của Chúa ở trong mỗi chúng ta và hiệp lại sự sống của Chúa đang ở giữa chúng ta. God's life is flowing in each and every one of us and corporately when we're gathered together, his life is flowing through us. Thì không có gì có thể ngăn chặn. There's nothing that can stop us. Ở trong những thập niên 80-90 khi hội thánh của Chúa ở tại Trung Quốc phát triển một cách không ngừng. In the 1980s and 1990s, when the Church of God was growing to a point non-stop, you might say. In China. Oh, in China. Thì chúng ta thấy rằng là họ bị bắt bớ rất là lớn. You saw that they were persecuted. Nhưng mà người ta nói rằng hội thánh của Chúa đó như là cỏ, khi mà những cái sự bắt bớ như những cái hòn đá chặn ở trên cái cụm cỏ đó thì không bao lâu cỏ sẽ mọc lên và bao trùm ở trên cái hòn đá đó. But some people say that the church of God is like grass. And when you take a big boulder and you put it on the grass to try to stop it from growing, what it does is it just grows right around and covers the boulder. Bởi vì sự sống mà phát triển một cách mạnh mẽ thì không gì có thể ngăn chặn được. Because life flowing through it and causing the church to grow strongly and powerfully, there's nothing that can stop it. Anh chị em có tin rằng hội thánh của Chúa đắc thắng không? My brothers and sisters, do you believe that God's church is victorious? Anh chị em có tin rằng hội thánh của Chúa không gì có thể ngăn cản hội thánh của Chúa phát triển không? Do you believe that nothing can stop God's church from growing? Nếu anh chị em không tin điều đó, xin Chúa cho đức tin của chúng ta được chỉnh sửa vì đó chính là lời Đức Chúa Giêsu nói. If you don't believe it, then I encourage you to ask God, the Holy Spirit, to realign your hearts because the word of God itself tells us that nothing can prevail against the church. Vì có những cái người chúng ta thấy rằng họ chỉ tất cả những việc họ làm chỉ một điều đó là họ muốn những cái chỗ nào hội thánh của Chúa phát triển là họ vô họ tìm những cái lý do này lý do kia để nói xấu về công việc đó, bởi vì ở trong đầu của họ hội thánh là sẽ nhỏ dần rồi bị tiêu diệt, chứ không thể nào thấy được một hội thánh của Chúa là hội thánh phát triển không ngừng và đưa nhiều người ở trên thế giới này đến với Chúa, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống. Unfortunately in this world there are some people that when they see the church of God growing, they come in and they try to divide it or try to destroy it by gossip, by rumors, by tearing the church down whatever way they can. And the reason being is because they have the wrong paradigm in their minds. They're thinking that the church of God should be small, it shouldn't be growing big. So they try to do everything they can to keep it small. Và cái vô lý đó là hãy chỗ nào phát triển thì nói cái đó là tà giáo. And it makes no sense because wherever they see growth in a church, they say that that is cultish. Còn cái chỗ nào mà nó tàn, nó bị phá hủy thì nói cái đó mới là hội thánh thật của Chúa. But on the other hand, they try to make sense and they say that when they see a church that is broken apart and small and not growing, they say, no, that is the church of God. Thật là một cái sự suy nghĩ hết sức là lệch lạc. Unfortunately, it is the wrong kind of thinking, right, brothers and sisters? Chúng ta công bố VBC Houston của chúng ta và hội thánh của Chúa sẽ tấn tới và các cửa âm phủ không thể nào chịu đựng nổi sức phát triển của hội thánh. So tonight we're going to declare that VBC Houston can continue to move forward and the gates of hell will not prevail against her. Và như lời của Chúa trong Jeremy chương 30 chúng ta công bố điều thứ ba đó là cầu xin để VBC Houston sẽ nhân bội mà không kém đi, được Chúa làm cho vinh hiển mà không bị nhỏ nhoi. And as we read earlier in Jeremiah chapter 30, we're going to pray the third point, that is that VBC will multiply and not diminish, that she will be glorified and not be small. Anh em có nhìn thấy được điều đó ở trong lời của Chúa không? Do you find that in the word of God? Lời của Chúa hứa với chúng ta như vậy. The word of God promises us this. Đó là Chúa ngày sẽ làm cho dân sự của Chúa mỗi ngày một đông lên. He says here that he's going to cause his people to grow and multiply them every day. Ngài khiến cho
số của chúng nó thêm nhiều ra và chúng nó sẽ không kém đi. Here in verse 19, part B, I will multiply them and they shall not diminish. Và chúng ta thấy Chúa Ngài cũng nói rằng Ngài sẽ làm cho chúng nó vinh hiển chẳng còn là thấp hèn. He also says here, I will glorify them and they shall not be small. Cho nên nếu mà cái gì nó ngược lại với ý định này của Chúa thì nó không đến từ Chúa. So whatever is opposite or opposing to this desire of God that is written here in Scripture, then we know that it is not from the Lord. Cho nên hãy tin và hoạt động trong tinh thần là Hội Thánh của Chúa sẽ được Chúa Ngài nhân bội và cứ tiếp tục phát triển ra. So believe and mobilize yourself with the paradigm understanding in faith that God is growing His church. Điều thứ tư chúng ta cầu xin để cơn bão lửa của Đức Chúa Trời sẽ thiêu rụi tất cả những gì ngăn trở sự tấn tới của VBC Houston. Number four, tonight we're going to pray that the raging fire of God will consume anything that will hinder VBC Houston from advancing. Anh chị em xem câu 23 và 24. My brothers and sisters, will you look to verse 23 and 24? Này cơn bão của Đức Giê-hô-va, tức là cơn thành nộ của Ngài, đã phát ra một cơn bão lớn. Nó sẽ phát ra trên đầu của kẻ dữ. Sự nóng giận của Đức Giê-hô-va sẽ chẳng về cho đến chừng nào Ngài đã làm và đã trọn ý toan ở trong lòng của Ngài. Trong những ngày sau rốt, các ngươi sẽ hiểu điều đó. Behold, the whirlwind of the Lord goes forth with fury, a continuing whirlwind. It will fall violently on the head of the wicked. The fierce anger of the Lord will not return until he has done it. And until he has performed the intents of his heart, in the latter days you will consider it. Và chúng ta để ý đến cái điều này. Chúa nói rằng trong những ngày cuối rốt thì chúng ta sẽ hiểu cái điều này. You see here in verse 24, it says, in the latter days we will understand. Chúng ta nhìn và chúng ta những người có cái con mắt đã được Đức Thánh Linh Ngài soi sáng cho, chúng ta sẽ thấy được rằng đối với công việc ác đó thì Chúa Ngài cứ đổ cái cơn bão lửa của Ngài xuống để đẩy lùi những cái công việc đó. Và Chúa Ngài không ngưng cho đến khi ý định của Ngài, ý mà Chúa Ngài đã toan định ở trong lòng của Ngài được thể hiện. Ask the Holy Spirit to open up our spiritual eyes to see that as darkness tries to rise up, the fury of God, the fierce anger of the Lord falls violently upon it so that it must shudder back, and it will continue so until the intents of God's heart can be fulfilled. Chúng ta đang ở trong những ngày mà điều này đang diễn ra trước mắt. We are living in the kind of days where we see this happening right before us. Chúng ta thấy Chúa Ngài có thể sử dụng một con người mà không ai nghĩ rằng người đó xứng đáng để làm tổng thống của nước Hoa Kỳ. We see here that God can use somebody right now who is our president that no one could even fathom that God would use to change this nation. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái thời gian rất là ngắn, Chúa Ngài đã sử dụng để đẩy lùi công việc của điều ác của thế giới tối tăm và mở rộng những điều của phước hạnh và sự thịnh vượng mà Chúa Ngài định cho hội thánh của Chúa và cho dân sự của Ngài. But we see in his first term of presidency, just in this short time alone, how God has used him to push back the evil in this nation and allow an opportunity for growth in God's people and his church. Và chúng ta thấy rằng thống kê vừa mới có cho chúng ta biết rằng số người thất nghiệp ở tại nước Mỹ này trong ngày hôm nay thấp nhất so với lại 65 năm lịch sử. And we see that statistics have just shown us, the most recent news reports are telling us that the unemployment rate is the lowest that it's ever been in the past 65 years. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Let's praise God for that. Amen. 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 Và Chúa ngày làm việc và các công ty đã từng đem công việc đi ra nước ngoài, bây giờ họ lũ lượt kéo về. Amen. And we see that God is working through our president to bring about a reform in this nation where jobs that were once brought overseas to other countries, that now they're being brought back. Those companies are bringing them back and establishing work, labor for United States citizens. Và trong sự khôn ngoan dẫn dắt của Chúa, Chúa Ngài cho ông có những cái buổi họp mà nó có cái tính cách rất là đòn bẩy, mà nó làm cho ba cái mối đe dọa về bom nguyên tử bây giờ nó trở nên yên lặng. Một cách hết sức là bình tĩnh. And we see most recently in the news that God is using the president to meet with the countries who we might call might have a nuclear threat against the United States, and God has pacified them through our president. Và Chúa Ngài cho ông gặp những người lãnh đạo này
một cách riêng tư cho nên không ai biết họ nói cái gì. And God allows our president to meet with them privately, so there's no way that we or anyone can know what's going behind those closed doors, what's being said. Cho nên các nước mà đã từng liên hệ với hai cái quốc gia có tính cách gọi là đe dọa về về bom nguyên tử này, bây giờ họ không biết là lãnh tụ mà họ đã tin tưởng đã nói gì với tổng thống Trump. And now the people or the countries, the smaller countries that have partnered with these countries that we would call once were a threat, a nuclear threat to the United States, they have no clue what has been said. They have no idea what's going on between that leader that they were following and our president, President Trump. Chúng ta cầu nguyện để những việc nó sẽ tiếp tục được phát triển theo như ý định của Chúa. Let us continue to pray that everything will continue on in the journey the way that God has desired. Sáng hôm nay người ta cho hình ảnh là Bắc Triều Tiên bắt đầu phá vỡ những cái nơi luyện nguyên tử cũng như là những cái chỗ chứa bom nguyên tử của họ. North Korea. This morning we saw on the news, I didn't watch the news this morning. This morning we saw on the news that North Korea is beginning to dismantle their nuclear arsenals. Đây là một cái việc chúng ta thấy rằng hai năm về trước không ai nghĩ. This is something that 2 years ago no one could even fathom. Cảm ơn Chúa việc đang diễn ra. Praise God that this is happening today. Lý do là bởi vì Chúa Ngài muốn đẩy lùi công việc của thế giới tối tăm, tạo một cái môi trường thật là tốt đẹp để tin lành của Chúa được giảng ra một cách cấp bách vì Ngài Chúa trở lại đã rất là gần. And the reason this is happening is God is taking in all of his fury in his whirlwind, pushing back the kingdom of darkness so that the gospel can be shared in these latter days. Và những cái con người chống đối Tổng thống Trump chúng ta thấy ở trong những ngày qua họ càng chống đối thì cơn bão lửa của Chúa càng đổ xuống và bây giờ chúng ta thấy nó bắt đầu nó lộ ra những cái bí mật mà trước đây không thể nào họ tiết lộ ra mà bây giờ chúng ta thấy rằng tự họ đứng lên, tự họ lên TV và họ tự khai tự thú những cái công việc của họ. And we see those who oppose Donald Trump and have created scandals to threaten his presidency. We see that the fury, the fire of God has risen up against them and now there has been a change. And now we see that even in the news they are themselves confessing to their own crime against the president. Bởi vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài không chỉ yểm trợ con người tổng thống nhưng mà Ngài yểm trợ cái ghế, cái vai trò yes. tổng thống của nước Hoa Kỳ. Because we see that God does not just support the president himself, but he supports the role, the chair of the president. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó cũng áp dụng cho hội thánh của Chúa. And we thank God because this can be applied to God's church as well. Không phải là Chúa Ngài chỉ yểm trợ những con người lý do là bởi vì họ là những người Chúa Ngài yêu mến. We see we can have that thinking that God is supporting people because in church because those are people that God loves. Nhưng mà Ngài yểm trợ cái khải tượng cũng như là cái kế hoạch của Chúa là nhiều người phải được cứu. But I want to share with you to correct your way of thinking. What God is supporting is the vision that he has placed in them and allowing it to come to pass. Cho nên chúng ta thấy ở tại đây khi mà chúng ta chống đối những cái con người thì chúng ta thấy rằng nếu họ là những người đang được Chúa Ngài chọn và đặt ở trong cái vị trí để làm thành công việc của Chúa là chúng ta lại chống thẳng Chúa. Because if so I want to share with you this that if we rise up and oppose the person that God has chosen for that position at a time such as this, when we oppose them truly we are opposing God himself. Bởi vì Chúa không chỉ yểm trợ vị mục sư đó hay là cái người lãnh đạo đó mà Chúa Ngài yểm trợ Ngài pro cái vision, Ngài yểm trợ cái khải tượng mà Chúa Ngài cho chức vụ đó hay là cho hội thánh đó. Because God not only supports or promotes the person himself, the pastor or that leader of a ministry, but he is for or pro the vision that has been placed in that ministry lead. Cho nên là con gái của Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta cầu xin để cơn bão lửa của Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục thiêu rụi tất cả những gì ngăn trở hầu cho hội thánh của Chúa tiếp tục được tấn tới trong ơn của Ngài. So we praise God tonight and we just pray that the raging fire of him will consume anything that's going to hinder our church from growing. Bởi vì khi hội thánh của Chúa càng tấn tới có nghĩa là nhiều người được cứu. Because as the church of God continues to move forward, that means that more people are being saved, right? Có ai chống cái vấn đề hội thánh của Chúa thấy nhiều người được cứu không? Is anyone opposed to seeing the church of God bring in more people into salvation? Cho nên chúng ta cẩn thận là đừng để ý cho bất cứ những cái điều gì chúng ta làm chọi thẳng
với lại cái kế hoạch của Chúa trong việc phát triển đạo của Ngài. So let us all be careful that we ourselves do not become a hindrance to anything that God is doing for the growth of His church. Dĩ nhiên là chúng ta không có cái gì chúng ta cũng tin hết, nhưng mà dựa trên lời của Chúa, chúng ta biết rằng Chúa Ngài sẽ yểm trợ những gì Chúa Ngài bảo trợ. Of course, what I'm saying is that we don't follow along and just believe blindly, but no, we have to see in the Word of God what God intends and where He is providing or supporting, and we agree with it. Và điều thứ hai chúng ta, lĩnh vực thứ hai chúng ta cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. So before we prayed for VBC Houston, and now the second part that we're going to pray for. Chúng ta cầu nguyện cho một sư đoàn của VBC Houston cũng như người lãnh đạo trong hội thánh. Is that we're going to pray for VBC Houston's pastors as well as ministry leads. Câu 21 và 22 nói cho chúng ta, vua chúng nó sẽ ra từ trong chúng nó, quan cai sẽ ra từ giữa chúng nó. Ta sẽ khiến người lại gần, thì người sẽ đến gần ta, vì ai đã có sự dặn dĩ đến gần ta. If we look at Jeremiah 30 in verse 21 and 22, their nobles shall be from among them, their governor shall come from their midst. Then I will cause him to draw near, and he shall approach me. For who is this who pledged his heart to approach me, says the Lord? Và câu 22, như vậy các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Verse 22, you shall be my people and I will be your God. Chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài sẽ ban phước để những người lãnh đạo cũng như là một sư đoàn sẽ được Chúa Ngài ban phước bảo vệ ở trong ơn của Chúa. Let us pray tonight that the pastors of VBC Houston as well as the ministry leads will always have God's protection, His hedge of protection surrounding them. Bởi vì người lãnh đạo được Chúa Ngài ban cho một cái vai trò và công tác rất là đặc biệt. Because the ministry leads have a very important role and responsibility that God Himself has bestowed upon them. Cho nên chúng ta biết rằng các mục sư họ đi như là một người đã bị đánh dấu và là cái bia cho nhiều cái sự bắn phá. So we know that pastors are like a person who have a seal upon them and God is a target upon them where the arrows of the enemy are constantly shooting towards. Cho nên chúng ta thấy ở đây đó là chúng ta cần cầu nguyện cũng như là bao phủ bảo vệ các tôi tớ của Chúa bằng lời cầu nguyện của chúng ta. So we have to understand that it is our job as a church to pray for our pastors and ministry leads that God will continue to put a hedge of protection around them and their families. Bởi vì khi họ đứng vững có nghĩa là chúng ta đứng vững. Because when they stand strong, we stand strong. Khi họ được sự sức giàu chúng ta cũng sẽ nhận hưởng theo. When they are anointed, we receive the blessing and the benefit of that anointing. Thi Thiên 133 nói đến hình ảnh dầu đổ ở trên đầu của Aaron. Psalm 33 says that the 133 says that the anointing oil falls upon the head of Aaron. Rồi chúng ta thấy chảy xuống râu của người. And it runs down his beard. Rồi chảy xuống áo của người. Down his garment. Chảy xuống đến trùm áo. All the way to the cuffs of his feet. Thì chúng ta thấy là luôn luôn có một cái sự tuôn đổ từ đầu đổ xuống. So we see according to scripture that there's always an anointing that falls from the head down. Chúng ta biết trong tiếng Hán Việt của chúng ta chữ lãnh đạo, lãnh là đầu phải không? In the Vietnamese language, the verb lãnh, Chinese, lãnh means to is the head. Đạo tức là hướng đường. And đạo means the road. The way. Như vậy chúng ta thấy cái người lãnh đạo là cái người mà Chúa Ngài đặt đứng hàng đầu để có thể dẫn đường. So when you take the words in the Vietnamese vernacular, you see that a leader is one who is leading the way. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài hứa tại đây rằng khi dân sự của Chúa được Chúa Ngài thăm viếng, Ngài ban phước, thì các quan, các vua sẽ xuất hiện từ họ hay là ở giữa họ. So we see here when God has a visitation upon His people, we see that nobles, royalty shall be coming from them. Chúng ta tin rằng Chúa Ngài muốn thực hiện cái điều này ở trong ơn của Chúa. And we believe that God wants to have this happen in His favor. Chúng tôi nhìn nhiều nơi trên thế giới thì ở trong 3 năm qua Chúa Ngài dấy lên rất là nhiều những người con ở trong nhà đứng lên để tiếp nối chức vụ của cha của họ hay là cha thuộc linh của họ trong hội. We see over the past 3 years that God is raising up a new generation that is willing to partner with their father or spiritual father in ministry and prepare themselves to take over that ministry, to continue it. Trước đó thế giới tối tăm đã lợi dụng và khai thác
cái linh của Absalom đó là muốn lật đổ ngôi của cha của mình. Because before that, the kingdom of darkness was using that spirit of Absalom, which is a spirit that causes the son to overtake or overcome, meaning destroy his father. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa ngài đang sức dầu và dấy lên để có những người con trong gia đình đứng lên để mà lo công việc của But we praise của Chúa. God because God's anointing is upon his church and he's causing the sons and the daughters of the church to rise up in that anointing and to partner with their spiritual father or their father to do the ministry work. Khi chúng tôi vâng lời Chúa để mở một cái lớp huấn luyện cho những người trong hội thánh biết cách để có thể soạn bài giảng và chia sẻ lời của Chúa. Chúng ta không ngờ là mình làm cái điều đó ở trong cái kế hoạch của Chúa. Whenever we conducted a training for the younger generation to understand how to put together a sermon and how to share a message, we had no idea that we were working in the divine plan of God. Và khi được tiếp xúc với các tôi tớ của Chúa nhiều nơi trên thế giới có chức vụ lớn, thì chúng tôi cũng nghe biết rằng họ làm cùng một công việc như vậy. And whenever we would be in contact with ministry leads around the world that had large ministries and were growing, we discovered that they were doing the same thing. Thí dụ như Bishop Tudor Bismarck, khi ông gặp tôi, ông chia sẻ những cái điều mà Chúa ngài ban phước ở trên chức vụ của ông, thì một trong những điều ông nói rằng Chúa ngài hướng dẫn và ông đã huấn luyện và dấy lên hai người con của ông để tiếp nối công việc của ông. And praise the Lord, when Bishop Tudor Bismarck came to visit and we were having a conversation, he was sharing with me all the blessings and what God was doing within his church. And one of the things that he was doing was he was training up, raising up his own sons to learn how to preach and to shepherd a church. Cảm ơn Chúa là tất cả những diễn giả mà chúng ta mời để mà đến hầu vị Chúa với chúng ta đó, thì họ đều có một cái điểm chung với chúng ta ở trong công việc. Đó là Chúa ngài ban phước để họ có thể có những người con ở trong gia đình đứng lên để tiếp nối công việc hầu về Chúa. And praise God, all of our guest speakers, they themselves have children from their womb that are rising up to partner with them and continue in the ministry. Và nói rằng để con của mục sư liên lạc với con của chúng tôi để thực hiện cái thời khóa biểu, bởi vì chúng ta đều bận rộn, nhưng mà chúng nó có thể liên lạc với nhau để thực hiện công việc này. And so as we were talking with each other, we would say things like, you know what, pastor, let your son or daughter contact my son or daughter and they can set our schedule so that we can meet again or we can have a time together, because we know that we ourselves are too busy to look at our own schedules and work out our calendar. Và chúng tôi mới khám phá ra rằng con cái đứng chung với cha mẹ của mình ở trong sự hầu việc Chúa và những con người đang được Chúa ngài đại dụng, thì đây là cái kế hoạch mà Chúa ngài thực hiện trong hội thánh. And so as we said that, we discovered that God is on the move, that he is causing our children to gather around us and to partner with us in ministry. Nên xin chúng ta cầu nguyện cho những người lãnh đạo cũng như một sư đoàn ở trong hội thánh VBC Houston chúng ta, dựa trên hai câu kinh thánh rất là quan trọng ở tại đây. So let us pray for our pastors here at VBC Houston as well as the ministry leads, and we're going to pray based out of these two very important Bible verses. Truyền đạo chương 9 câu số 8. Let's look at Ecclesiastes chapter 9 verse 8. Khá hằng mặc áo trắng, chớ thiếu dầu thơm ở trên đầu. Let your garments always be white and let your head lack no oil. Để chúng ta trở lại với truyền đạo chương 9, chúng ta biết rằng Chúa làm cho chúng ta sống động và đã nhận công việc của chúng ta, cho nên Chúa bảo rằng hãy tiếp tục mặc áo trắng. Đây không phải là chúng ta mặc cái áo sơ mi màu trắng, nhưng mà cái chiếc áo trong sạch ở trước mặt Chúa. As we go back and we revisit the entire chapter 9 of Ecclesiastes, we see there that God is causing us to come alive and to serve him. And here the Bible verse tells us to put on a garment that's always white. He's not talking about putting on a white shirt. What he's talking about is being pure before him. Và cái điều thứ nhì là chớ thiếu dầu ở trên đầu của mình. And the second thing he says in this verse is do not lack oil upon your head. Và đó là hình ảnh của sự sức dầu của việc Chúa ngài mặc lấy quyền năng của ngài. And that is the imagery or the wording to describe an anointing that is always upon you. Esai chương 11 câu số 2 cũng là câu kinh thánh quan trọng mà chúng ta cầu nguyện cho những người lãnh đạo. I also want you to look with me in Isaiah 11:2, which is very important as we talk about pastors and ministry leads. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. The spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord.
Nên tối hôm nay chúng ta cầu nguyện để áo của họ sẽ luôn trắng ở trước mặt Chúa. So as you can see in your notes, the first thing we're going to pray is that the garments of our pastors and ministry leads will always be white. Thứ nhì, chúng ta cầu nguyện để lời chứng của đời sống của họ sẽ không bị làm lu mờ. Secondly, we're going to pray that their testimonies would not be tarnished. Thế giới tôi tâm tìm đủ một cách để chụp mũ cũng như là đưa những cái scandal, những cái scandal để bôi nhọ những người hầu việc Chúa, nhưng mà chúng ta cầu nguyện để chính Chúa ngày sau bảo vệ trong ơn của Ngài. The kingdom of darkness is always trying to find its way to smear the name and the reputation of pastors and ministry leads. They want to create scandals surrounding the work of God. So let us pray that a covering over the pastors and ministry leads, that their testimonies would not be tarnished. Bởi vì chúng ta biết rằng ở trong truyền đạo chương 9 câu số 4 nói đó, là một người ở trong hội kẻ sống còn hơn sự trông mong, vì con chó sống hơn là con sư tử chết. If you look with me in Ecclesiastes chapter 9 verse 4, it says, "But for him who is joined to all the living there is hope, for a living dog is better than a dead lion." Chúng ta thấy ở tại đây đó là cái quan trọng là sự sống của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. As we see in this scripture, what's important is the life that God is giving. Quyền năng của Chúa ngày thi thố để chúng ta được sống động ở trong ơn của Chúa. Because the power of God is abounding so that we can come alive in Him. Bởi vì một cái con chó mà sống đến nó mạnh hơn con sư tử chết. Because here as scripture shows us, a living dog is much better or much stronger than a dead lion. Bởi vì con sư tử nó chết rồi nó đâu làm gì được. Because a dead lion can't do anything. Nên xin Chúa ngày cho để cái sự sống động sẽ luôn có mặt ở trong những người lãnh đạo. So let the life of God constantly be in our ministry leads. Công bố để đầu của họ không thiếu dầu thơm của sự sức dầu quyền năng của Chúa. Let us declare tonight that their head would not lack the oil of anointing and the power of God. Chúa làm cho họ được sức dầu tươi mới và đầy dẫy trong. That God would put a fresh anointing upon them and fill them. Thứ tư, chúng ta cầu xin để bãi thuộc tính của Đức Thánh Linh sẽ luôn đầy dẫy ở trên. The fourth thing we're going to pray is asking for the sevenfold spirit of God to rest upon them. Chúng ta mỗi ngày đang tiến dần vào trong những việc mà chúng ta biết rằng sau nhiều ngày chuẩn bị, chúng ta tin rằng hội thánh của Chúa đang đi vào trong cái chỗ sẽ phát triển một cách bùng nổ trong những ngày sắp tới. We are in a time where we're planning and we're preparing, but we can feel it in our spirit that there's going to be an explosion of growth in God's church. Bởi vì tất cả những cái mảnh của cái kế hoạch của Chúa đã được Chúa ngài cho hành động và làm việc để chúng ta chuẩn bị cho đến ngày hôm nay. Because God is allowing certain divine connections to take place and the networking so that we can all gather together for an astronomical growth that's about to happen. Ở trong những ngày sắp đến chúng ta sẽ thấy những điều lần đầu tiên xảy ra. In the coming days we're going to see things happen for the very first time. Đặc biệt xin nhớ và cầu nguyện cho mục sư Sam và Phước Nguyên sẽ thông dịch cho mục sư Sam. And speaking of things happening for the first time, let's pray for Pastor Sam as he's coming up as Sister Phước Nguyên is going to be translating for him. Mục sư Sam chưa bao giờ giảng cho hội thánh nói tiếng Việt của chúng ta. Pastor Sam has never preached to our Vietnamese speaking congregation. Phước Nguyên chưa bao giờ thông dịch. And Phước Nguyên has never translated for Pastor Sam. Nhưng mà chúng ta biết rằng việc đầu tiên này nó sẽ bắt đầu ở trong cái tuần mà chúng tôi đi vắng. But this is going to happen for the first time the week that we are away for ministry. Mục sư Sam chưa bao giờ ban tiệc thánh và ngày hôm đó sẽ ban tiệc thánh lần đầu tiên. Pastor Sam has never led us in the Lord's Supper, but that will be his first time. Và chúng ta biết rằng ai cũng phải có cái sự bắt đầu, phải không? Because we know that everyone has to start somewhere, right? Anh chị em có muốn trong tương lai chúng ta có những mục sư trẻ được Chúa ngài ban phước tấn lên để tiếp nối công việc của Chúa? My brothers and sisters, don't you want young pastors for God to raise them up and they can continue in the ministry work? Chúa ngài sắp đặt một cái rồi chúng ta biết rằng không phải là trùng hợp nhưng mà trong kế hoạch của Chúa. We know that this isn't just a coincidence, but we know that it's a divine plan of God. Và tôi tin rằng cũng phải là ngẫu nhiên mà Phước Nguyên cũng là con gái của mục sư Sĩ. And there is not, this isn't a coincidence that Phước Nguyên herself is a daughter of Pastor Sĩ. Amen, Jim. Amen, my brothers and sisters. Cho nên chúng ta cầu nguyện yểm trợ họ. So we have to pray to support them. Thái độ của những người gian ác chống đối đó là
ôi mấy cái người này đâu có kinh nghiệm gì mà mục sư Khánh đưa vào trong cái chỗ này. Nhưng mà những người yêu mến công việc của Chúa sẽ thấy rằng đây là mầm non, đây là cái thế hệ kế thừa sẽ tiến lên để lo công việc của Chúa trong những ngày sắp đến. See, people who are against the works of God that are going on and the growth that's taking place in the new generation, they're going to say, who are these people that Pastor Khan would allow him to take this pulpit and do all these new things in the church? But no, we're believing that God is with them, that he is raising them up for the generations to come. Amen, my brothers and sisters. Bởi vì thế hệ lớn sẽ chết. Because the older generation, I have to tell you, is going to die. Và đó là điều mà tự nhiên luật của trời đất mà vua David nói rằng đó là con đường mà ai cũng sẽ đi. But here King David said that this is the road that everyone has to take. Người già sẽ qua đời. Old people are going to pass away. Cho nên những người trẻ sẽ đứng lên để tiếp nối con đường mà Chúa Ngài đã định. So the young people are going to rise up to continue the ministry, the road that God has already predestined. Tuần sau đó thì mục sư Đạt và anh Khương Hoàng sẽ chia sẻ lời Chúa với họ. The week after, Pastor Michael and Brother Khương Hoàng are going to share the word of God. Chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước trên họ. And let us pray for them as well that God would bless them and anoint them. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Và xin cũng nhớ cầu nguyện cho chúng tôi Đại hội Phục Hưng Âu Châu ở tại Đức Quốc từ ngày 1 cho đến ngày 5. Please also be praying for us as we are going to the revival conference in Âu Châu, Europe, in particularly in Germany from the 1st through the 5th. Và sau đó thì chúng tôi được nghỉ nửa ngày thì sẽ bay qua Thụy Sĩ để giảng cho Đại hội Liên hữu Tin lành Việt Nam Âu Châu. Từ ngày 6 cho đến ngày 10 tại. And then we get about a half a day's rest, and then we're going to fly to Switzerland, and minister there at the Linh Hồ, the congregation of Baptist Vietnamese. Sorry, Fellowship of Baptist Believers, Evangelical Church in Europe. I apologize. Chúng ta xin nhớ và cầu nguyện cho. So please remember and pray for us. Một trong những điều mà anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho đó là Chúa ngài cho có sức khỏe và thứ hai là giọng nói không bị mất. Please, I want you to, if you could specifically pray that we would have divine health from the Lord and that we would be able to keep our voices. We wouldn't lose our voices as we minister. Vì thường anh chị em để ý đại hội đó là đến ngày thứ ba, thứ tư đó là các mục sư diễn giả bắt đầu mất khàn tiếng rồi bởi vì cầu nguyện cho quá nhiều người. Because if you notice at revival conferences on the third or the fourth day, you see that all the guest speakers and pastors, as they pray for people so much and so hard, they begin to lose their voices. Ở trong hai tuần lễ này chúng tôi sẽ giảng hơn 20 lần. In these 2 weeks alone, I'm going to be preaching over 20 times. Cho nên xin nhớ và cầu nguyện Chúa cho chúng tôi có giọng. Please remember and pray for us that I'll be able to have a voice. Xin Chúa ngài ban phước cho. That God would bless us. Và điều đó cũng mà anh chị em cầu nguyện xa hơn nữa là đến cuối năm. Thì cuối năm nay thì Chúa cho chúng ta nhiều cái cơ hội lắm anh chị em. So if I could just kind of have you jump forward to the end of the year of 2018, I want to tell you that God is giving us many opportunities for ministry. Trên đường vào Việt Nam chúng tôi sẽ ghé qua Đài Loan. On the way to Vietnam we're going to stop by Taiwan. Và học vị Chúa tại đó trong 3 ngày. And to serve God there in ministry for 3 days. Sáng thứ hai chúng tôi bay vào trong nước Việt Nam chúng tôi. Monday we're going to fly into Vietnam. Mà thứ tư, thứ năm, thứ sáu chúng tôi sẽ giảng cho văn phòng Baptist Việt Nam. And on Wednesday, Thursday, Friday we're going to be ministering to the Baptist offices. Baptist Vietnam office. At the Baptist. I know. I was like, who or why the office? At the Baptist Vietnam offices. Có khoảng chừng 120 mục sư lãnh đạo sẽ quy tụ về đó và chúng tôi chia sẻ lời Chúa với. There's going to be about 120 pastors gathering there and we're going to share the word of God to them. Chúng tôi nghỉ 2 ngày thì chúng tôi đến Cà Mau và chương trình đại hội của chúng tôi. Then we'll rest for 2 days and travel to Cà Mau and then continue ministering in the Lord. Là trong kế hoạch của Chúa từ Cà Mau chúng tôi lên Sài Gòn và chúng tôi sẽ bay ra Hà Nội và hầu vị Chúa trong 3 ngày còn lại ở Hà Nội. And in God's planning, after Cà Mau, we're going to fly out into Saigon as well as Hanoi and minister there. Và từ đó thì sẽ bay trở về nước mà không có trở vào trong Nam nữa. After that, we're going to fly back to our country. To United States. Oh, to the United States and not go any further south.
Cảm ơn Chúa vì những cánh cửa cơ hội Chúa mở ra. Praise the Lord for all the opportunities, the doors that God's opening. Chúa ngài mở cửa thì ngài cũng sẽ tiếp trợ. If God opens those doors, then surely He's going to provide. Chúng tôi được nghe rằng có thể nhà nước có thể chấp nhận để có thể mời một diễn giả ngoại quốc đi chung với chúng tôi, cho nên xin cầu nguyện Chúa ngài mở đường và chúng ta sẽ có thể đưa một diễn giả đi cùng để học vị Chúa chung với chúng ta. And we've heard the wonderful news that it's very possible the government's going to allow for a pastor that is Wook is a non-Vietnamese pastor to travel with us, so we're praying and believing for that. Bởi vì Chúa ngài có định cho những người trong những cái giây phút đặc biệt mà Chúa ngài sử dụng. Because God has divine plans to use people in very particular moments in time. Tạ ơn Chúa vì chúng ta được Chúa ngài cất nhắc chúng ta và sử dụng chúng ta. Praise the Lord that God is using us, that is causing, allowing us to partner with Him in doing His work. Nhưng vì có Mục sư Sam và Phước Nguyên ở đây, chúng tôi xin mời họ tiến lên. So Pastor Sam, since you're here and Phước Nguyên, will you come to the front? We're going to pray for you. Bởi vì thứ hai thì chúng tôi sẽ rời Houston rồi, cho nên sẽ không có cơ hội như thế này để cầu nguyện cho họ. Because on Monday we'll be leaving Houston and we won't have the opportunity like this for each of you to come and just be able to lay hands and pray for them. Cho nên trước khi chúng ta cầu nguyện cho những điều mà chúng ta được giới thiệu trong buổi tối hôm nay, xin hội thánh chúng ta tiến lên và chúng ta. So before church we go into our prayer points, I just want to invite you to come up to the front. Let's pray, bless and anoint Pastor Sam and Phuc Nguyen. Cũng như cho họ đứng vào trong vị trí của Mục sư Đạt và Khương Hoàng. And they will also be standing in the gap for Pastor Michael as well as Brother Khương Hoàng. Một người giảng, một người chuyển ngữ để sứ điệp không bị mất mát chút nào hết mà tất cả được truyền tải đến cho hội chúng của chúng. One person is going to be preaching, the other is going to be translating. Pastor Sam and Pastor Michael preaching. Sister Phuc Nguyen and Brother Khương Hoàng are going to be translating. So we're going to pray that the anointing will continue through both of both partners. Anh chị em hiệp ý và chúng tôi sẽ cậy ơn Chúa để sức giàu và truyền tải hai điều mà Chúa ngài cũng đặt để trong đời sống của chúng tôi một cách rất là mạnh mẽ. Đó là ơn giảng dạy và ơn thông dịch. I want to, if you'll just unite with me in spirit, that we're going to pray for these two, that they're going to receive the gift that we have, that is to preach as well as to translate. Vì Chúa ngài cho chúng tôi có, cho nên chúng tôi cảm ơn Chúa sẽ truyền tải cho. Because God has allowed us to have that gift, we're going to impart it upon them. Và xin hội thánh chúng ta hiệp ý đưa tay hướng về họ và chúng. And church, if you'll just gather together and raise your hands toward, lift your hands towards them. Cha kính yêu, chúng con tạ ơn ngài vì Chúa ngài ban ơn để Phước Nguyên có thể thông thạo được cả hai thứ tiếng. Ở trong ơn của ngài, Chúa giáo xin ngài ban phước chuyển tải ơn thông dịch chuyển ngữ ở trên Phước Nguyên một cách đặc biệt ở trong ơn của ngài, để ngài mà Phước Nguyên đứng lên để giúp đỡ một sư xem trong việc chia sẻ lời Chúa với hội thánh ở tại đây và con gái của Chúa ở khắp mọi nơi. Chúa cho có sự khôn ngoan từ nơi Chúa ban cho, trí óc được Chúa ngài cho được thông sáng và có thể tính toán một cách nhanh chóng để chọn những từ ngữ, những ngữ vựng để có thể chuyển tải sứ điệp của Chúa đến cho hội thánh người Việt của chúng con mà không mất một ý nào. Lạy Chúa, xin ngài ban phước, xin ngài hành động Chúa giáo để chúng con thấy có thể cùng ở trong dòng chảy của sự sức dầu mà Chúa đổ ở trên mục sư xem, để chúng con thấy cả hai sẽ được Chúa Thánh Linh điều động làm việc ở dưới cánh tay quyền năng của ngài và ơn của Chúa được thể hiện Chúa giáo. Chúng con cầu nguyện để bảy thuộc tính của Đức Thánh Linh của Chúa sẽ được thể hiện ở trên họ: khôn ngoan, thần khôn ngoan, thần mưu luận, thần soi sáng của Chúa sẽ ở trên họ, ban phước trên họ Chúa giáo, có sự khôn ngoan dẫn dắt từ nơi Chúa ban cho để có thể kết quả trong ơn của ngài. Chúng con cảm ơn ngài chuyển tải Chúa giáo khả năng thông dịch một cách như chưa từng có ở trên Phước Nguyên trong ơn của ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, xin ngài hành động Chúa giáo. Kinh nghiệm và quá trình thông dịch mà Chúa ngài đã cho con từ bao nhiêu năm nay, con cầu nguyện xin Chúa ngài cũng cho để có thể san sẻ và chuyển tải ở trên Phước Nguyên trong ơn của ngài. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng ngài, chúng con công bố rằng việc sẽ
trở nên dễ dàng và họ có thể nhịp nhàng ở trong cùng một sự sức dầu ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con cảm ơn Chúa. Chúa xin Ngài cũng ban ơn và sức dầu trên một sư xem ở trong ơn của Ngài Chúa Giáo để có thể chuyển tải lời của Chúa, sứ điệp của Ngài đến ở trên hội thánh ở trong ơn của Chúa. Đây là công việc lần đầu tiên mà chúng con tin rằng sẽ có nhiều lần sau đó nữa ở trong ơn của Ngài, vì chúng con không khinh những ngày của sự nhỏ. Nhưng mà chúng con tin rằng sự bắt đầu trong ơn của Ngài thì sẽ tiếp tục bùng nổ ra, lan rộng ra ở trong ơn của Ngài. Cho nên lạy Chúa xin sức dầu và ban ơn, lạy Chúa xin chuyển tải ơn của sự giảng dạy ở trên mục sư Sam Chúa Giáo để có thể chia sẻ lời của Chúa, để lời của Ngài chẳng những có thể đem đến cho hội thánh của Chúa tại VBC Houston ở tại đây, mà cho con cái của Chúa ở nhiều nơi khác nữa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. 35 năm của sự sức dầu trong sự giảng dạy lạy Chúa, giờ này cái ơn Chúa chúng con chuyển tải cho mục sư Sam có thể kinh nghiệm được và thấy được lời của Chúa hành động, và sự sức dầu của Ngài sẽ hành động khi mở miệng ra để chia sẻ lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con phó dâng tôi tới của Chúa trong tay của Ngài. Chúa Ngài đã chọn, Ngài đã sức dầu và đã nhận sự phong chức cho công việc này. Thì lạy Chúa xin Ngài ban ơn để ngày hôm đó sẽ vận hành ở trong ơn của Chúa một cách dễ dàng, bởi vì chính Chúa Ngài làm việc và hành động xuyên qua mục sư Sam. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cũng cầu nguyện cho mục sư Michael Đạt Trương và Khương Hoàng cũng giống như vậy. Chúa Giáo ban ơn để đến thì giờ mà họ đứng lên để phục vụ lời của Chúa thì kết quả cũng sẽ như vậy. Họ được nhịp nhàng trong cùng một sự sức dầu của Chúa để sứ điệp được chuyển tải ở trên hội thánh của Chúa. Chúa Giáo và lạy Chúa, như lời của Chúa Ngài nói trong ngày hôm nay, xin dấy lên ở giữa chúng con, ở giữa chúng con Chúa Giáo, những quan tướng, những người được Chúa Ngài sử dụng, những vị vua được Chúa Ngài sử dụng để công việc của Ngài sẽ tiếp tục được mở rộng ra ở trong ơn của Ngài. Đây là ruột gan của chúng con, đây là con cái ở trong đại gia đình của Chúa mà chúng con đã hướng dẫn đến với Chúa. Lạy Đức Chúa Trời, chúng con xin Chúa Ngài, vì công việc của hội thánh của Chúa tấn tới trong những ngày sắp đến, xin Chúa Ngài sử dụng thế hệ trẻ này được bưng lên trong ơn của Chúa và quyền năng của Ngài thể hiện ở trên họ. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, anh chị em chúng ta rải khắp nhà thờ trong thời giờ này, với chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho những điều chúng ta được nhắc nhở trong buổi tối hôm nay. Praise the Lord, my brothers and sisters. I want to encourage you to just move along, scatter throughout the sanctuary, throughout the church building as we pray for our prayer points. Tóm tắt chúng ta thấy cầu nguyện cho VBC, chúng ta cảm ơn Chúa việc Chúa làm cho đến ngày hôm nay. We want to just summarize and saying that we're going to pray for VBC Houston, thanking him for everything that he's done until now. Xin Chúa Ngài đồng làm việc và tiếp tục mở đường để hội thánh của Chúa tiếp tục phát triển, và các cửa âm phủ không thể nào ngăn chặn được sự phát triển của hội thánh của Chúa. And ask God to continue to work in and through us, that we'll continue to grow and multiply, and that the gates of hell will not prevail against us. Và điều thứ nhì, chúng ta cầu nguyện cho một sư đoàn, chúng ta cầu nguyện để Chúa cho họ kinh nghiệm được sự bảo vệ dẫn dắt của Chúa, để có một đời sống trong sạch và được Chúa Ngài sử dụng để tràn đầy ơn của Chúa trong sự sức dầu của Ngài. And secondly, we're going to be praying for our pastors of our church and ministry leads, that they would have a life of that is sanctified in Christ, lived, set apart, pure before Him, that they would be covered with a hedge of protection, and that they would be anointed with the sevenfold Spirit of God. Nhớ cầu nguyện cho chúng tôi trong chuyến đi Âu Châu lần này, Chúa Ngài sử dụng để trong hai đại hội, Chúa Ngài sẽ làm những công việc lớn của Ngài, và đại hội ở tại Đức Quốc chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cái chủ đề đó là khởi động, activating, để dấy lên những người lãnh đạo cho thế kỷ 21 của chúng ta. Please also be in prayer, as I said earlier, about the revival conference happening in Europe, particularly for August 1st to the 5th, and then in Germany, the 6th, continuing on. We want to pray in particular, the theme of the revival conference is to be activated. So we want to be praying that people will be activated and come alive in the Lord. Amen. Amen. Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện lớn tiếng để anh em của chúng ta ở xa có thể cùng theo dõi với chúng ta. I'll continue to pray out loud so that brothers and sisters online, you can follow along and pray with us. Cho nên chúng con cảm ơn Chúa vì ý định của Chúa. Ngài ban phước cho, Ngài đổ sự sống vào. Để lại Chúa, những gì sống động nó phải phát triển. Những gì sống thì nó sẽ hoạt động, nó hoạt động.
và nó đem lại kết quả của sự sống. Thì chúng con cảm ơn Chúa vì hội thánh mà Chúa Ngài thành lập là hội thánh sống, bởi vì chính Chúa Ngài đã thành lập và Ngài đổ quyền năng của Ngài, chính Ngài đã xây dựng hội thánh của Chúa ở trên nền đá của sự xưng nhận đức tin của Phi-e-rơ, đó là Ngài là con của Đức Chúa Trời hàng sống. Chúng con cảm ơn Chúa vì nền đá muôn đời của hội thánh của Chúa không thể nào có thể lai chuyển được, và hội thánh của Ngài như Chúa Ngài đã định rằng các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng Ngài, chúng con cảm ơn Chúa vì những việc Chúa Ngài làm ở trên hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa Ngài đã giữ vững VBC Houston, và cảm ơn Chúa vì phước hạnh của Ngài, ơn của Ngài cũng nới rộng và chuyển tải đến các hội thánh đứng và liên kết với chúng con ở trong những ngày qua và những ngày sắp đến. Chúa Giêsu, chúng con chúc tụng Ngài, chúng con ngợi khen Ngài. Xin Chúa tiếp tục nới rộng những hội thánh nối kết với chúng con. Những gì Chúa Ngài đặt để tại VBC Houston mà tại đây, xin Chúa Ngài cho các anh em chúng con cũng sẽ được hòa nhập vào để cùng một dòng chảy, và chúng con thấy tuôn tràn ở trong ơn của Ngài, cứ tiếp tục phát triển một cách không ngừng ở trong ơn của Chúa. Và Chúa, những hội thánh ở trong tương lai được thành lập, khi chúng con yểm trợ, khi chúng con hậu thuẫn cho những chức vụ, thì chúng con cũng cầu nguyện điều đó với lời cầu nguyện đi trước dọn đường lại Chúa tất cả các hội thánh và liên kết với VBC Houston ở trong sự sức giàu của Chúa, trong dòng chảy của Ngài. Chúa sẽ cho phát triển một cách không ngừng, và lại Chúa xin Ngài ban ơn để chúng con thấy ở trong những ngày sắp đến phước hạnh mà Chúa Ngài đã định, những gì Chúa Ngài đã đầu tư vào ở tại VBC Houston của chúng con trong những ngày tháng qua. Chúa sẽ cho nó được kết quả, nó lan rộng ra, nó đâm bông kết trái ở trong ơn của Ngài. Chúng con thấy vô số người sẽ được cứu, được chuyển vào vương quốc của Ngài. Lạy Chúa, tất cả những điều gì ngăn chặn, tất cả những điều gì có ý định để ngăn chặn cũng như giết chết dòng chảy này, thì lại Đức Chúa Trời của chúng con, chúng con cầu nguyện và chúng con công bố rằng Chúa Ngài sẽ đổ cơn bão lửa của Chúa để thiêu rụi tất cả những gì ngăn trở sự tấn tới của hội thánh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con nhìn về nước của người Israel, chúng con nhìn về nước Hoa Kỳ này, Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài đã làm những việc mà trước đây không ai dám nghĩ tới, bây giờ nó đã xảy ra trong một thời gian thật là ngắn. Chúng con tin rằng khi Chúa Ngài vận hành, khi Chúa Ngài làm việc, thì không điều gì có thể cản bước của Ngài, và Ngài sẽ đổ cơn bão lửa của Ngài cho đến chừng tất cả mọi việc mà lòng của Chúa đã toan định sẽ được ứng nghiệm, sẽ được thực hiện, thì Chúa mới ngưng nghỉ. Cho nên chúng con tạ ơn Chúa trước vì những điều mà chúng con sẽ chứng kiến và sẽ thấy, bởi vì khải tượng mà Chúa Ngài ban cho, bởi vì ước ao mà Chúa Ngài đặt để trong lòng của chúng con, gánh nặng mà Ngài để trên vai của chúng con. Như Nehemi, Chúa dọc khi nghe tình cảnh của quê hương của mình, khi nghe tường thành của Jerusalem bị sụp đổ và cửa thì bị cháy, và không ai có thể bảo vệ được những người dân ở bên trong, thì lại Đức Chúa Trời của chúng con, lòng của ông đã gánh nặng đối với quê hương của ông như thế nào. Thì cũng cảm ơn Chúa vì Ngài đã đặt gánh nặng đó trên chúng con, đặt gánh nặng đó ở trên anh chị em của chúng con của VBC Houston ở tại đây, để chúng con không nghĩ đến việc chúng con đang được Chúa Ngài ban cho đời sống sung túc phước hạnh ở tại nơi Hoa Kỳ này, mà Chúa cho chúng con đóng góp, Chúa cho chúng con chia sẻ gánh nặng, Chúa cho chúng con hạ mình xuống kiên ăn cầu nguyện để xin ơn của Ngài, hầu cho chúng con có thể thấy được tường thành sẽ được xây dựng trở lại, những cuộc đời được xây dựng trở lại, những gì đổ nát ở trong đời sống của họ sẽ được xây dựng trở lại ở trong ơn của Ngài, và chúng con thấy phước hạnh của Ngài sẽ bày tỏ ra, người ta kinh nghiệm được sự bình an, người ta kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, xin tiếp tục ban phước để VBC Houston tràn đầy ơn của Ngài. Chúng con công bố rằng VBC Houston sẽ tiếp tục phát triển một cách không ngừng, và Chúa Ngài sẽ làm cho chúng con mỗi ngày được nhân bội lên mà không kém đi. Chúa Ngài đổ sự vinh hiển của Ngài trên hội thánh của Chúa, khiến cho chúng con không nhỏ nhoi, nhưng mà tiếp tục sẽ được Chúa Ngài ban phước để lan rộng ra trong ơn của Ngài. Vì chúng con tin và chúng con nhận biết rằng hội thánh của Chúa không thể nào nhỏ được. Hội thánh của Chúa phải là hội thánh lớn rộng, mở rộng ra và phát triển một cách không ngừng, vì ý định của Chúa, hội thánh của Ngài được Chúa Ngài ban phước khi Ngài truyền lệnh cho hội thánh của Chúa, đó là chúng con phải đi khắp thế gian
và khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì ngay trong đại mạng lệnh này, Chúa Ngài đã đặt khả năng lãnh đạo và công bố sự phước hạnh mà Chúa Ngài định để chúng con hướng dẫn, để chúng con lãnh đạo, để chúng con có thể đào tạo, để nhiều người trở nên môn đồ của Chúa và khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài. Chúng con biết rằng Chúa Ngài đã đặt để ở trong chúng con tiềm năng đó để có thể phát triển ra, để có thể dạy dỗ, để có thể đứng lên lãnh đạo. Con cầu nguyện trong thời giờ này Thánh Linh của Chúa Ngài làm việc và Ngài khiến cho tất cả anh chị em chúng con VBC Houston cũng như Hội Thánh của Chúa ở khắp nơi chúng con nhận biết được điều này và chúng con đứng lên vị trí, và chúng con thưa với Chúa rằng lại Chúa xin sử dụng chúng con để làm nên một ảnh hưởng, làm nên sự khác biệt ở trong đời sống của những người xung quanh của chúng con, và chúng con có thể hoàn tất công tác mà Chúa Ngài giao cho Hội Thánh của Ngài, đó là chúng con khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Lại Chúa, chúng con cũng cầu nguyện cho mục sư đoàn, những người lãnh đạo trong Hội Thánh VBC tại đây. Chúa đã làm cho chúng con sống động và Ngài cũng đã nhận công việc của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đón nhận cuộc đời của chúng con khi Chúa Ngài kêu gọi và chúng con đáp ứng lại, thì Chúa Ngài đã nhận và Ngài ban phước cho, Ngài sức dầu cho, Ngài làm ơn cho. Để lại Đức Chúa Trời của chúng con, xin Chúa Ngài cho để như cây gậy của Môi-se ở trong tay của Chúa thì trở nên cây gậy của Đức Chúa Trời. Và lại Chúa, khi chúng con dâng cuộc đời của chúng con, khi những người lãnh đạo của VBC đáp lại tiếng gọi của Chúa, chúng con khám phá khả năng ân tứ và điều mà Chúa Ngài đặt đẽ trong đời sống của chúng con, và chúng con đem ra để chúng con hầu việc Ngài như những người quản lý trung tín các thư ân của Chúa, những ta lân mà Chúa Ngài ban cho. Lạy Đức Chúa Trời, chúng con xin ban phước cho nhau để tất cả đều được Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài, xin Chúa Ngài ban phước, xin Thánh Linh của Chúa hành động và làm việc để các mục sư sẽ luôn được Chúa Ngài cho kinh nghiệm, được mặc áo trắng ở trước mặt Chúa, ở trong ơn của Ngài. Chúa Giêsu, huyết của Đức Chúa Giêsu tiếp tục bao phủ, rửa sạch để chúng con luôn kinh nghiệm sự trong sạch ở trước mặt Ngài, trong ơn của Ngài. Chúa Giêsu, Chúa gìn giữ đời sống tư tưởng, đời sống thể xác, và kinh nghiệm được sự bảo vệ gìn giữ của Chúa để chúng con luôn mặc chiếc áo trắng ở trong ơn của Ngài. Và lại Chúa, xin Ngài ban ơn để lời chứng của đời sống của họ cũng sẽ không bị làm lu mờ, không điều gì có thể làm cho lu mờ, không có sự tấn công bắn phá nào của thế giới tối tăm có thể làm cho lu mờ. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài làm cho các tôi tớ của Chúa cứ tiếp tục sáng càng sáng, bởi vì Chúa Ngài hứa với chúng con rằng sẽ đến lúc chúng con sẽ không cần phải lấy lúp để che, nhưng mà chúng con sẽ đến mặt trần mà chúng con đến với Chúa, và để Chúa Ngài cho chúng con đi từ vinh hiển sang vinh hiển ở trong ơn của Ngài. Và đó là tương lai của Hội Thánh của Chúa, và chúng con cũng đón nhận cho VBC Houston của chúng con và những người lãnh đạo tại đây ở trong ơn của Ngài. Chúng con công bố đầu của họ sẽ không thiếu dầu thơm của sự sức dầu quyền năng của Chúa. Xin Chúa Ngài tiếp tục sức dầu cho dọc, sự sức dầu của Ngài bẻ những ách cai trị, sự sức dầu của Ngài ban cho những khả năng siêu nhiên, khiến cho sự suy nghĩ của họ cũng trở nên siêu nhiên, và sẽ có những ý tưởng đến từ thiên đàng, những kế hoạch đến từ thiên đàng được mặc khải bởi sự sức dầu của Chúa. Và chúng con thấy ở trong ơn của Ngài, và chúng con thấy công việc được phát triển ra ở trong quyền năng của Chúa. Lạy Chúa, không ai thiếu dầu của Chúa, nhưng dầu quyền năng của Ngài sẽ đổ một cách tươi mới, đổ một cách tuôn tràn cho dầu, để những người kinh nghiệm được sự dẫn dắt từ nơi những người lãnh đạo cũng sẽ được phước lây. Lạy Chúa, xin Ngài làm việc, dầu của Chúa đổ ở trên đầu của Hội Thánh của Ngài, trên đầu của Aaron là Đức Chúa Giêsu Christ của chúng con đấng chịu sức dầu. Lạy Chúa, dầu của Chúa tiếp tục chảy xuống râu của người, rồi đến áo của người, đến vạt áo của người. Lạy Chúa, xin đấng chịu sức dầu Ngài ban phước ở trên Hội Thánh VBC. Khi chúng con ghép cuộc đời của chúng con, Hội Thánh của Chúa trong tất cả mọi sinh hoạt ở dưới quyền lãnh đạo của Chúa, thì lại Chúa, xin sự sức dầu của Ngài đổ xuống ở trên chúng con. Đừng để ai trong chúng con sẽ bước ra ngoài vị trí để nhận sự chuyển tải này, nhưng mà Chúa cho tất cả những người lãnh đạo trong Hội Thánh của Chúa, chúng con sẽ đứng vào trong vị trí, và dầu của Chúa đổ xuống thì chúng con sẽ hưởng trọn trong ơn của Chúa. Chúng con sẽ uống cạn tất cả những gì Chúa Ngài ban cho. Chúa Giêsu, rượu vui mừng ở trong Chúa, dầu mới của Chúa sẽ được Chúa Ngài tuôn đổ, và những người lãnh đạo sẽ được Chúa Ngài ban phước
phước và đại dụng ở trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cầu xin để bãi thuộc tính của Đức Thánh Linh sẽ đầy dẫy ở trên một sứ đoàn cũng như tất cả các anh chị em lãnh đạo trong hội thánh của Chúa trong ơn của Ngài. Thần của Đức Giê-hô-va, xin Chúa Ngài ngự ở trên, xin Ngài ngự trên các đầy tớ của Chúa, những người hầu việc Ngài trong ơn của Ngài, là thần khôn ngoan Chúa giáo. Chúng con cần thần khôn ngoan ở trong những thời điểm này hơn bao giờ hết Chúa giáo, bởi vì chung quanh của chúng con thấy rằng nhu cầu cần sự khôn ngoan thông sáng từ nơi Chúa là điều hết sức cần chúng con. Cho nên thần khôn ngoan và thần thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức là Chúa xin đổ xuống một cách đầy dẫy trên các đầy tớ của Ngài. Thần hiểu biết và thần kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ bày tỏ ra hầu cho những người hầu vì Chúa. Chúa giáo, chúng con không chạy với một bình xăng đã hết, nhưng mà chúng con luôn luôn được Chúa Ngài đông đầy nhiên liệu quyền năng của Ngài, sự sức giàu của Ngài trên cuộc đời của chúng con, để chúng con sẽ hầu vì Chúa từ sự tuôn chảy đầy dẫy của các phước hạnh của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, xin khởi động các ân tứ. Lạy Chúa, xin khai phóng các ân tứ quyền năng của Ngài ở trên những người lãnh đạo của VBC, Chúa giáo, ở trên đội tuyển của VBC, ở trên những người hầu việc Chúa tại VBC tới đây, và cho hết thảy chúng con, Chúa giáo, được Chúa Ngài nâng cấp chúng con, Ngài ban cho chúng con khả năng để chúng con có thể làm những công việc của Chúa. Ngài ban cho chúng con những khả năng siêu nhiên để chúng con có thể làm những công việc siêu nhiên ở trong ơn của Ngài, Chúa giáo. Bởi vì chúng con biết rằng công việc mà chúng con hầu việc Chúa, mở rộng nước của Chúa là việc thuộc linh. Cho nên xin thần của Chúa, Thánh Linh của Ngài đổ xuống cách đầy dẫy, để chúng con không đoán định, chúng con không làm việc dựa trên sức mạnh và lý trí của con người, nhưng trên sự sức giàu và hiển lộ của bãi thuộc tính của Đức Thánh Linh, để chúng con sẽ luôn luôn được chi phối bởi sự khôn ngoan, mưu luận thông sáng của Chúa, ân quyền của Ngài, và cho chúng con có thể kết quả một cách lan rộng. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Chúa ơi, xin cho chúng con thấy những phép lạ lớn càng lớn hơn, cho chúng con thấy được kết quả của sự cầu nguyện chúng con nhanh càng nhanh hơn, Chúa giáo, như lời của Chúa hứa với chúng con rằng khi chúng con mở miệng ra kêu cầu thì Chúa liền ứng và phán rằng có ta đây, và khi chúng con cầu nguyện thì Chúa Ngài đã làm thành trước khi chúng con dứt lời, bởi vì chính Chúa Ngài hành động và làm việc ở giữa chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự kết quả tăng trưởng của hội thánh của Chúa ở trong ơn của Ngài. Bây giờ Chúa giáo, tất cả những điều đã diễn ra trong linh giới, xin Chúa Ngài cho chúng con có thể kinh nghiệm ở tại đây. Chúa điều động, Chúa Ngài làm việc. Tất cả những ai bước vào ngưỡng cửa của VBC đều sẽ được cứu một cách nhanh chóng. Tất cả những người đau ốm đến đây sẽ kinh nghiệm được sự chữa lành ở trong ơn của Ngài. Tất cả những người bị ảnh hưởng của thế giới tối tăm, bị cầm buộc, bước vào nhà thờ này, Chúa giáo, thì trong sự hiện diện của Ngài, tà linh sẽ xuất hiện và để rồi chúng nó được giải quyết, và anh em của chúng con sẽ được giải cứu trong ơn của Ngài. Vì Chúa Ngài đã định và sự sức giàu của Ngài đổ xuống ở tại VBC, ở tại đây trong ơn của Chúa, để mắt mù được mở ra, tin lành được rao giảng, và lại Chúa, những người bị cầm buộc sẽ được mở trói và được sự tự do trong ơn của Ngài. Và để chúng con tiếp tục đồn ra ơn lành của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa. Tạ ơn Chúa trước vì kết quả mà Chúa cho mắt của chúng con sẽ thấy. Chúng con sẽ kiểm chứng lại và nhiều cớ để chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Để chúng con hiệp ý với anh Tập với hết sự lòng vui mừng khi những người thân thương của chúng con và chúng con cầu nguyện nhiều ngày tháng. Cuối cùng Chúa Ngài đã đáp lời trong đường tơ kẻ tóc. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài đánh thức cụ dậy để có thể nghe được tin lành cứu rỗi của Chúa, để có thể được cứu trong ơn của Ngài. Trong khi gia đình cũng như y khoa bệnh viện đã tuyệt vọng, thì chúng con cảm ơn Chúa ở trong Đức Chúa Jesus Christ thì không có điều gì là tuyệt vọng, vì Chúa của chúng con đã đấng có thể cho chúng con sự hy vọng vinh hiển ở trong ơn của Chúa, ở trong đấng Christ là như vậy. Chúng con ngợi khen Ngài vì trong Chúa không có điều gì là khó, trong Chúa không có một việc gì là không thể, bởi vì Chúa của chúng con là đấng có thể làm được tất cả mọi sự. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Ngài, chúng con trình dâng những lời cầu nguyện này ở trong ơn của Chúa và những lời công bố này trong đức tin này ở trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước trên anh chị em tràn đầy ơn của Chúa. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong
các buổi nhóm giữa tuần của chúng ta. Và nếu không gặp ở trong các buổi nhóm, để hẹn gặp lại anh chị em ở trong ngày Chủ nhật, của chúng ta sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa ở trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Ngài. Cảm ơn Chúa, chơi cùng và dẫn dắt, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.